Vũ em cho nhà tỷ phú chia sẻ trải nghiệm hoang đường nhất của giới thượng lưu, được hưởng ké đặc quyền, nhưng tuyệt đối phải tuân theo nguyên tắc này. Một thạc sĩ, nhà văn người Anh từng làm bảo mẫu trong nhiều gia đình tỷ phú và có cơ hội đi khắp thế giới cùng gia chủ chia sẻ những điều hoang đường nhất mà cô từng trải nghiệm. Bảo mẫu từng làm việc cho các tỷ phú kể lại những bí mật của lối sống thượng lưu, đưa thẻ để chi tiêu cho con không cần suy nghĩ. Thường xuyên du ngoạn khắp thế giới, Cát Lốt là một cây bút người Anh Đồng thời cũng là một bảo mẫu, trước đây đã từng có nhiều năm đi khắp thế giới với các gia đình tỷ phú. Lốt là tác giả của cuốn sách giáo dục dành cho trẻ em năm 2019 có nhiều thứ để đọc hơn là đọc và cuốn sách nhiều thứ để sắp xếp năm 2022. Cô ấy chia sẻ với Insider rằng cả hai cuốn sách đều được cố nữ hoàng Elizabeth và công nương xứ Wales công nhận sau khi cô ấy gửi cho họ các bản sao và họ đã trả lời qua thư riêng lốt được coi là một chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em vì cô có bằng thạc sĩ giáo dục tại đại học đơ dơm và thường tổ chức các buổi hội thảo về chủ đề này chuyên môn của cô một phần cũng được xây dựng nhờ vào kinh nghiệm làm bảo mẫu nhiều năm tiêu tiền thoải mái theo yêu cầu của các con tỷ phú không được phép nói không lốt chia sẻ rằng mặc dù cô hiện đang làm bảo mẫu bán thời gian nhưng trước đây cô đã từng làm bảo mẫu toàn thời gian và một số khách hàng cũ của cô thậm chí là các tỷ phú Lốt kể lại rằng khi làm việc cho các gia đình tỷ phú, cô luôn được đi ké những chuyến du lịch, được bay vòng quanh thế giới trên khoang hạng nhất, cùng với đồ bếp riêng của gia đình tỷ phú, đi tới các sinh thự nằm ở nhiều nơi của họ. Cô cũng chia sẻ rằng việc đi lại như vậy có thể diễn ra rất thường xuyên, liên tục, chẳng hạn như khi làm việc cho một gia đình tỷ phú sở hữu các cơ ngơi trải dài trên toàn cầu trong suốt 2 năm rưỡi. Còn trung bình ở các gia đình tỷ phú khác thì việc đi lại ít hơn đôi chút, nhưng cũng là ghé thăm khắp các thắng cảnh trên địa cầu chẳng hạn như chuyến đi hai tuần trên một con tàu du lịch quanh Bắc Âu. Lốt cho biết cô đã đến thăm Nam Phi, Ý, Maldives, nhiều hòn đảo xa xôi và nhiều địa danh khác trong thời gian làm việc cho những gia đình này. Lốt đã chia sẻ lại những điều thú vị và đặc biệt nhất mà cô từng gặp trong công việc bảo mẫu của mình. Lốt cho biết khoảng 14 năm trước, có một gia đình tỷ phú đã đưa cho ô một thẻ tín dụng, thẻ này là dành riêng để chi tiêu cho đứa trẻ con của họ, và nói với cô rằng không được phép nói không với bất kỳ yêu cầu nào của đứa trẻ. Lốt kể lại, tôi cũng không để đứa trẻ đó vòi vĩnh có được mọi thứ mà nó muốn. Nhưng rõ ràng tiền không phải là vấn đề đối với gia đình tỷ phú này. Một gia đình có đầu bếp riêng và nhân viên massage riêng. Lốt nói rằng, một gia đình khác mà cô từng làm việc có một đầu bếp túc trực 24 trên 24 và gia đình này sẵn sàng đánh thức người đó dậy vào nửa đêm nếu họ thấy đói. Họ cũng có một nhân viên massage riêng, sống gần nhà, luôn luôn sẵn sàng phục vụ. Bảo mẫu hưởng thụ những đặc quyền như gia chủ lốt chia sẻ rằng trong một vài kỳ nghỉ mà cô được đi cùng với một trong những khách hàng của mình cô còn được cả các quản gia phục vụ điều này khiến cô cũng khá bỡ ngỡ và rất khó mới làm quen được điều đó hơi kỳ cục đối với tôi vì rõ ràng tôi ở đó để chăm sóc trẻ con nhưng tôi lại được yêu cầu ngồi yên không phải làm gì cả được phục vụ trong khi tôi vốn không thích người khác phải phục vụ mình khi nhìn lại lốt nói rằng cô sẽ chỉ thay đổi một điều trong những trải nghiệm đã qua lốt cho biết cô rất thích làm việc cho các gia đình tỷ phú và rằng khi nhìn lại trải nghiệm này có một điều duy nhất mà cô sẽ thay đổi đó là nhận ra giá trị của thời gian dành cho chính mình thời gian của tôi cũng đáng giá tôi nghĩ rằng một số gia đình tỷ phú không phải tất cả đã lợi dụng thời gian và lòng tốt của tôi lốt nói với một số gia đình tôi cảm thấy mình không thể từ chối vì vậy tôi đã phải làm thêm nhiều giờ hơn điều đó dẫn đến kiệt sức và mệt mỏi và bản thân tôi không thể hoàn thành tốt công việc của mình đến cuối cùng tôi ở đó là để chăm sóc bọn trẻ và nếu đã kiệt sức tôi sẽ không thể trông nom chăm sóc chúng theo cách tốt nhất